Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Hàn Chi Nga Ý của tác giả Bắc Nam, tập 36. Trưởng Dĩ Minh ở lề đường giả bộ gọi xe, anh cực kỳ tò mò, muốn biết Khổng Nhân Hồng đột nhiên tới công ty làm gì, tại sao lại có liên quan tới Thẩm Na Ý. Hơn nữa sự việc chắc chắn rất riêng tư và bí mật, nếu không sẽ không cố ý đẩy anh ra. Mưa vẫn rơi không ngừng, âu phục của anh đều dính một tầng nước mưa. Chợt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đáng yêu chạy chậm qua. Này, dừng, lấy giấy phép lái xe ra. Anh đưa tay ra chặn lại, còn giả bộ cho giống cảnh sát giao thông. Cửa sổ xe hạ xuống, Du Tư tàn tầm đi qua ngồi trên ghế lái, không kiên nhẫn nói. Làm gì vậy? Đang vội đi đón con nít đó. Trưởng Dĩ Minh bám vào cửa sổ xe. Sao thường xuyên bắt cô nhỏ em đi đón vậy? Dù chết làm cầu sao không đi đón? Đúng rồi, sao thử điều gọi em là cô nhỏ, lại gọi dù chết là cậu, anh cảm thấy hơi sai sai. Dù từ cũng quay đầu không nhìn anh. Cháu trai thân thiết với cô, cháu ngoại thân thiết với cậu, đúng, tổ tròn nó gọi theo kiểu thân thiết. Cô thoáng thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý ở cửa Minh An, nhìn kỹ lại còn có cả Khổng Nhân Hồng nữa. Chuyện gì vậy? Trưởng Dĩ Minh nói, anh cũng không biết, hình như có vấn đề gì đó. Chiếc xe dừng lại ở ven đường, Trường Dĩ Minh và Du Từ đi tới cửa của Minh An, đúng lúc nghe thấy Khổng Nhân Hồng nói cái gì mà rất đáng ghét. Hai người cũng liếc mắt nhìn nhau, ngày sau đó thì liền nhìn thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý sóng vai đứng cùng một chỗ. Dì vẫn chưa nói chuyện xong, Trường Dĩ Minh thấy tình hình không ổn. Tụi con hẹn nhau hôm nay tới nhà Thời An tụ tập, có phải là hoãn lại không ạ? Du Từ bị đụng đụng khuỷu tay, liền đáp lời. Hoãn lại không biết lại tới năm nào tháng nào mới gặp được nhau, mọi người đều rất bận. Trời đã tối rồi, lúc này một đạo sấm rền vang lên. Khổng Nhân Hồng giật mình vì đã đứng ở cửa rằng có cùng hai đứa trẻ lớn như vậy. Bà khó có thể tin bản thân mình, lại mất lý trí như vậy. Bà cũng chẳng muốn nghe bất kỳ lời khuyên và giải thích nào nữa. Các con tụ tập đi, dì về đây. Bà mở dù ra, lúc đi ngang qua Thích Thời An và Thẩm Đa Ý muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả. Cửa Minh An chỉ còn lại bốn tiểu bối, Trường Dĩ Minh và Su Tư chỉ dựa vào trực giác nhiều năm làm bạn tốt mà phản ứng, sau đó giải vây giúp Thích Thời An và Thẩm Đa Ý, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Su Tư nhìn đồng hồ đeo tay, em phải đi đón cháu thật, đi đây. Trường Dĩ Minh ở bên cạnh giơ tay lên che mưa cho Du Tư, tiện thể quay đầu lại nói với Thích Thời An. Lúc nào tụ tập nhé, hai người có quan hệ cá nhân gì sau lưng bọn anh sao? Hai người kia đã đi tới lề đường lên xe, Thích Thời An kéo Thẩm Đa Ý, chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Đa Ý ngơ ngác đi tới bãi đầu xe, giọt mưa trên tóc trượt vào trong mắt cũng chẳng quan tâm. Thích Thời An kéo cậu cúi đầu giải thích. Mẹ anh không biết tình hình trong nhà em mới có thể nói như vậy. Ở nữa bà ấy luôn luôn nói chuyện không đầy mặt mũi. Đợi bà ấy bình tĩnh một chút, sẽ nghe anh giải thích. Thẩm Đa Ý cũng hít sâu một hơi. Em không sao, hôm nay em quá nôn nóng nên biểu hiện không tốt. Không tốt chỗ nào chứ, mấy lời đó anh về nhà phải nhớ thật kỹ mới được. Bọn họ đi tới trước xe, sau cùng Thích Thời An còn dặn dò. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, trên đường lái xe cẩn thận. Mặt đất rất trơn, Thẩm Đa Ý thực sự lái xe rất cẩn thận. Cậu ngồi một mình trong khoang xe cảm thấy có hơi đơn độc. Lúc đèn đỏ, cậu mở di động lướt quanh danh bạ trên điện thoại. Chỉ là loại chuyện như thế này có thể nói với ai đây? Màn hình bỗng nhiên sáng lên, cậu nhìn tên gọi tới, giống như bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng vội vàng bắt máy. Lộ lộ, cậu ở nhà không? Mình đi khảo sát để hoàn thành hệ thống cấp nước vừa trở về. Có mua mấy thùng thanh long ở vườn trái cây ngoài thành, muốn cầm qua cho cậu hai thùng. Thẩm Đa Ý cũng nhìn thời gian. Mình còn 5 phút nữa là về tới nhà, bữa tối cậu muốn ăn gì? Hai người gặp nhau ở dưới lầu đều bị nước mưa thấm đầy mặt, lộ khá đồng vé các ống vé, còn nhọc nhằn bê hai thùng thanh long. Thẩm Đa Ý nhận lấy, nhớ lại lúc còn ở hẻm Lá Thu, lần đầu tiên lộ khá đồng tới phòng cậu chính là đưa thanh long cho cậu ăn. Dì quản gia lại làm thêm hai món mới, thời tiết cũng không tốt lắm. Bọn họ ăn xong chiếu cố ông Thẩm thì ngủ rất sớm, tiếp đó mới có thời gian rảnh ngồi xuống nói chuyện.
Thẩm Đại Ý lấy chăn chìn khoác lên cho Lục Khả Đồng, không nhìn được hỏi, bận lắm hả? Lục Khả Đồng cũng ngồi trên nệm êm, bày bàn vẽ ra trên kỳ trà rồi trả lời. Lãnh đạo đòi hỏi nhiều lắm đó, nhưng thật ra mình sắp nghỉ việc rồi, chuẩn bị mở nhà hàng làm ông chủ. Thẩm Đại Ý nói mình ủng hộ cậu, tới lúc đó mình sẽ bảo đồng nghiệp tới. Cậu nói thật là hay. Lộ Khả Đồng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Đến lúc đó cậu nhớ mang người nhà theo, mình phải tàn nhẫn làm thịt các cậu một trận mới được. Thẩm Đại Ý đoán chắc Lộ Khả Đồng đã nghe Phí Nguyên kể một chút. Cậu nằm trên sofa nghiêng người vừa phản nhìn thấy gò má Lộ Khả Đồng, bèn đưa tay giữ lấy vai Lộ Khả Đồng nói, Lộ Lộ, thật ra hôm nay mình gặp mẹ anh ấy còn cãi nhau không vui vẻ gì. Lộ Khả Đồng cũng lập tức ném bút xuống dịch qua hỏi, vì sao nha, là đơn thuần không tiếp thu được tính hướng của các cậu hay là có ý kiến gì với cậu? Vừa không tiếp thu được vừa vấn mát với bất mãn với mình. Thẩm Đại Ý cũng bất đắc dĩ cười, mẹ anh ấy nói mình thì xấu người nhà, còn anh ấy thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, muốn để mình nhận được sự đồng ý của người trong nhà, bà ấy cảm thấy mình rất đáng ghét. Lộ Khả Đồng tức giận mà nói, ông nội sắp 80 tuổi rồi, nói sao được, với lại nếu chú gì còn sống, cậu chắc chắn cũng sẽ nói thật, đây chả phải là ép bức cậu sao? Cậu đừng khó chịu, giải thích một lần không được thì hai lần. Cậu càng nói thì càng tức giận, dựa vào cái gì chứ, đây không phải là bắt nạt người ta không có bố mẹ sao? Sao có thể sát mối vào vết thương của cậu chứ, tức chết mình luôn này. Thẩm Đại Ý cũng an ủi, cậu đừng tức giận, không nghiêm trọng phải đâu, mẹ ruột anh ấy cũng không biết tình hình trong nhà mình. Nói vậy còn nghe được, Lộ Khả Đồng cũng nguôi giận một chút. Đợi chút, mẹ ruột anh ta còn có mẹ kế hả? Thẩm Đại Ý cũng gật đầu, Lộ Khả Đồng nghiêng ngả trên sofa. Thói đời gì thế này, người không có mẹ người lại có tận hai bà mẹ, mâu thuẫn đều là tới như vậy đó, bất hoàn quả nhi hoạn bất quân. Phiền muộn tới cả buổi tối, Thẩm Đại Ý cuối cùng cũng cảm nhận được sự chân thật mà bật cười, vừa vui vẻ vừa phù hòa. Đúng vậy, làm như hay lắm ấy. Một năm rồi, Thẩm Đại Ý muốn bảo Lộ Khả Đồng ngủ lại, Lộ Khả Đồng cũng buồn ngủ tới mức chẳng đi nổi. Kết quả vừa thu dọn ống vé xong, chuông cửa đã vang lên. Phí Nguyên đón Lộ Khả Đồng về, trước khi đi còn hẹn sau này mở nhà hàng thì tới thử món ăn. Cùng lúc đó Thích Thời An cảm xúc giả sao mà đem chuyện xảy ra hai ngày này giải thích hết cho Hoắc Khâm và Thích Cảnh Đường nghe. Anh biết Khổng Nhân Hồng chắc chắn sẽ liên hệ với bà anh, nên quyết định tiền hạ thủ vi cường. Người nào ra tay trước thì là kẻ mạnh, sẽ giữ thế chủ động và dễ dàng thành công hơn. Thích Cảnh Đường cũng hơi áy náy nói, còn nhanh giải thích rõ ràng với mẹ con đi, tình hình hai bên gia đình khác nhau, bà ấy nói như vậy chẳng khác nào đâm vào chỗ đau của người ta. Thích Thời An cũng giả vờ bối rối, mẹ con không nghe con giải thích đâu, còn trực tiếp hỏi Đại Ý là thật lòng hay là lợi dụng tình cảm của con. Hôm nay đứng ở cổng công ty con còn tưởng đang quay phim truyền hình đó. Hoặc hầm thì nắm này, cái chị này sao lại vô căn cứ như vậy chứ? Hay là thế này đi, trước tìm các con đừng tìm mẹ con nói chuyện, để bà ấy bình tĩnh lại đã. Thích Cảnh Đường hiểu khá rõ Khổng Nhân Hồng. Cuối tuần bà đi tìm bà ấy, thật ra bà ấy có hẹn gặp bà, nhưng không nói rõ là vì chuyện gì. Hoa Khẩm lập tức nói, anh đi gặp chị ấy, hai người các anh mỗi người cầm theo một phần luận văn nghiên cứu, sau đó phát triển chuyện của hai đứa nó thành phân tích biện luận, à biện luận thắng thì nghe người đó hả? Thích Thời An cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, ba, mẹ, có phải hai người đồng ý được không? Thích Cảnh Đường và Hoa Khẩm ngay lập tức kiên tính lại, giống như người vừa muốn thay Thích Thời An và Thẩm Đại Ý làm chủ, không phải là bọn họ vậy. Thích Cảnh Đường khẽ thở dài nói, công tác thẳng thắn của con làm quá thích hợp, còn có ông ngoại mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc, bà mẹ còn có thể làm thế nào nữa. Hoắc Hầm thì xoa nhẹ vòng ngọc của mình, thay đổi không được thì tiếp thu thôi, quan trọng là nếu như thay đổi chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của con, vậy chẳng phải mẹ thành mẹ kế sao? Thích Thời An nói, mẹ vốn là mẹ kế đó. Đó là từ mẹ dùng để hình dung. Hoa Khẩm nguyết cầu một cái, cả buổi tới chạy tới cáo trạng, xảy ra chuyện còn không phải chạy tới tìm mẹ kế để giải quyết sao, thế ghét. Cuối hè, hiếm thấy có hai ngày mát mẻ, Thẩm Đại dậy từ rất sớm dọn dẹp phòng một chút, sau đó chuẩn bị một bàn bữa sáng. Cháo gạo kê, đậu tương dưa góp, bánh táo đỏ,
còn nấu một mồi trứng luộc nước trà. Ông Thẩm mặc một chiếc áo tay dài đi ra từ phòng ngủ, nghe mùi thơm thì liền tìm tới. Sao lại làm bữa sáng thịnh soạn vậy? Tại con dậy sớm không có việc gì làm. Thẩm đã ý múc hai bát cháo, tiếp đó lột một quả trứng luộc cho ông Thẩm ăn. Cậu cúi đầu phản chiếu một tia nắng sớm vô cùng yên tĩnh. Ông nội, mấy ngày nữa là con 28 tuổi rồi. Thẩm đa ý đưa trứng gà nhắn bóng vào trong bát của ông Thẩm. Cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm kia không giống như lúc nói chuyện phiếm thường ngày, mà lại như đã hạ quyết tâm. Ông nội, lớn thêm một tuổi nữa rồi, ông chắc chắn cả muốn giúp con lập gia đình. Thẩm đa ý nhìn ông Thẩm. Con có lẽ phải làm người thất vọng rồi, lớn chừng này tuổi con chưa từng động tâm với một người con gái nào. Lập gia đình càng là chuyện không có bóng dáng. Ông Thẩm sững sờ, một lát sau mới cầm lấy trứng luộc cắn một miếng. Không có thì không có, ông chỉ nói vậy thôi, không thực sự muốn ép buộc con. Chung sống cùng nhau là chuyện cả đời, sao có thể qua la được. Hai ông cháu chúng ta chẳng phải không tốt đó sao? Thẩm đại cũng gật đầu, bừng bát lên húp một ngụm cháo. Cảm ơn ông nội. Cậu chỉ có thể bước từng bước, chỉ có thể đi một bước lại dừng xe một bước. Nhưng cậu vì một bước này đã xuất ra của mình mà vui vẻ. Ăn trong bữa sáng, cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo màu trắng, còn mặc thêm một đôi giày đá bóng màu trắng nữa. Ông Thẩm nằm trên ghế nhọc nhằn quay đầu. Cháu ngoan, 28 tuổi rồi, mặc như 18 tuổi đi làm gì vậy? Đi chơi nha, còn không cho con giả vờ còn trẻ sao? Thẩm đại cũng mỉm cười trả lời một câu, sau đó khoác túi lên hai vai. Con đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì gọi điện cho con nha. Cậu lái xe tới khu nhà môn đình, vốn tưởng rằng cuối tuần thích thời an sẽ ngủ nhiều thêm mấy tiếng, mình có thể tới phục vụ đánh thức một lần. Ai ngờ sau khi cầm chìa khóa mở cửa tiến vào, thích thời an đã ngồi trên sofa uống cà phê rồi. Khiến người ta sụp đổ nhất chính là Trương Dĩ Minh và Dù Tư ngồi ở ghế đối diện ghế sofa cùng uống cà phê trên thảm trải sàn thử điều, còn cong mâm trên xe hơi nhỏ. Trương Dĩ Minh lập tức lấy tinh thần phấn chấn đứng lên. Tổ trưởng Thẩm tới thật đúng lúc, quan trọng là còn chìa khóa nhà của thích tiên sinh nữa. Cái này khiến tôi suy nghĩ rất xa xôi. Thử điều chờ mình ngồi trên tấm thảm học vệt. Anh đã ý tới thật đúng lúc. Trên mặt Thẩm đã ý lúc đỏ lúc trắng, bọn họ đều bắt gặp, cho dù trong phòng có thiên quân vạn mã cũng chẳng trốn được. Thế là cậu cứ tự nhiên mà đóng cửa lại, đổi lại một đôi dép lê cùng kiểu với Thích Thời An. Thích Thời An ngập một chân dài, hơi nghiêng người ngồi trên sofa. Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói, lại đây, ngồi chỗ này. Thẩm đã ý đi tới cách nửa bước mà ngồi xuống, kết quả mông vừa kê lên sofa thì đã bị Thích Thời An kéo một cái. Thích Thời An đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Thảo nào thử điều đổi qua kêu anh, ăn mặc như tiểu thanh tân vậy để làm gì, càng làm anh nhìn thêm già. Em không biết hôm nay các anh tụ họp. Thẩm đã ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Dĩ Minh, nhưng cậu không dám nhìn Dù Tư. Đêm đó Dù Tư thổ lộ bí mật từ đáy lòng của cô, mà giờ cậu lại ám muội với Thích Thời An, thực sự hơi thiếu đạo đức. Thử điều cho phép con tới phòng bếp uống một hộp sữa chua đó. Dù Tử vẫn mỉm cười như bình thường. Đợi sau khi Thử điều chạy đi, cô nói với Thẩm đa ý, tổ trưởng Thẩm, tụi tôi biết cả rồi. Thời An bị Trương Dĩ Minh ép hỏi ra hết rồi. Trương Dĩ Minh nói không phải anh ép hỏi, chính cậu ấy tự hào mà kể ra hết. Cái gì mà 10 năm trước gặp cớ 10 năm sau gặp lại, lúc họp nháy mắt với nhau, lúc ăn cơm thì rảnh rỗi nói chuyện phiếm, các thứ ấy. Thẩm đại ý quay đầu chừng Thích Thời An. Anh đắc ý quá hả? Thích Thời An nói, hai người họ sáng sớm đã lại đây bắt quái, anh chỉ thỏa mãn bọn họ thôi, dù sao em cũng giới thiệu anh với bạn em rồi. Thời gian của nhóm người rất quý giá, vừa chấm dứt chuyện tình hình bạn bè được một giây sau đã nói chuyện về giá cả thị trường ngoại tệ. Dù Từ tới phòng bếp xem Thử Điều phát hiện thằng bé tự mình uống hết cả một lốc sữa chua. Thẩm đã ý đi qua dọn dẹp giúp cô. Thử Điều nhận cơ hội chạy tới hành lang tiếp tục chơi xe hơi nhỏ, dọn dẹp tất cả sạch sẽ. Dù Từ cả mông hút vào hai hộp sữa chua còn dư lại, đưa cho Thẩm đã ý một hộp. Hai người họ đi tới sảnh bên, Thẩm đã ý mở lời trước.
Dù tiểu thư, xin lỗi. Dù tử cũng lắc đầu. Đêm đó không phải tôi đã nói anh ấy không thể thích tôi sao? Vì tôi đã sớm biết anh ấy thích con trai rồi. Thẩm Đà Y có chút giật mình, cô lại gật đầu một cái. Chắc anh ấy đã kể với cậu rồi, lúc anh ấy học cấp 2. Thẩm Đà Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, anh ấy từng kể rồi. Cho nên khi đó tôi đã biết rồi, nhưng anh ấy cũng đủ khốn nạn, chẳng để tâm tới mối tình đầu ngày nào chút nào, nên bị tôi phát hiện cũng không biết. Dù từ uống hết sữa chua, tổ trưởng Thẩm, tôi rất vui vì anh ấy và cậu hẹn hò, bởi vì cậu thực sự rất ưu tú, ngoài ưu tú ra còn rất tốt bụng nữa, Thử Điều cực kỳ thích cậu. Một trận tiếng bước chân truyền tới, Thử Điều chạy như bay tới. Ai gọi con vậy? Thẩm Đại cố tình nói, chú uống hết sữa chua của con rồi. Thử Điều hào phóng, không sao ạ, cậu mua cho con nhiều lắm. 8-9 giờ, thời tiết ngày càng trong, Trường Dĩ Mình và Du Tư dẫn Thử Điều tới công viên trò chơi. Trong nhà chỉ còn lại Thích Thời An và Thẩm Đa Ý. Thích Thời An thì liên tục xem đồng hồ đeo tay, hình như có việc gì đó rất quan trọng. Thẩm Đa Ý không nhìn được hỏi, anh có chuyện gì phải làm hả, hay là hẹn ai? Thích Thời An nói, không, mẹ anh hẹn gặp ba anh. Thẩm Đa Ý cũng bắt đầu căng thẳng, chú có thể thuyết phục được gì không? Thích Cảnh Đường nói không lại không nhận hồng nên ông không tới. Quán trà đối diện đường cái mang phong vị Trung Quốc ngày xưa, Khổng Nhân Hồng vẫn mang một bộ đồ công sở, trông vừa nghiêm túc vừa khôn khéo. Bà đạp giày cao gót lên lầu, liếc mắt nhìn thấy Hoắc Khâm ngồi ở bên cửa sổ. Hoắc Khâm thay một bộ sườn xám, tóc kéo thẳng, toàn thân nhìn qua hòa nhã lịch sự hơn bình thường 7-8 phần. Quần áo rất đơn giản, nên chiếc vòng tay phỉ thúy trên cổ tay được đổi thành một chiếc lắc tay vàng. Hai người phụ nữ trung niên phong cách khác biệt đối diện nhau, chẳng ai lọt mắt ai. Tại sao lại là cô tới, Cảnh Đường đâu? Đều là người làm mẹ, chúng ta nói chuyện thích hợp hơn. Khổng Nhân Hồng trực tiếp phủ nhận, không giống nhau, tôi là mẹ ruột. Hoắc Khâm thì càng trực tiếp hơn, mẹ ruột mà còn làm khó dễ con trai, mẹ kể em đây cũng nhìn không được. Nhìn không được thì cô cứ kìm nén đi, đừng có giả danh người khác. Vẻ mặt của Khổng Nhân Hồng nhàn nhạt, nâng chung trà đến uống nửa chén. Hoắc Khâm cũng cầm chén trà lên rót lại cho bà, làm cho vẻ băng giá trên đôi mày của bà dần dần tan ra một chút. Lúc Thời An học cấp 2 đã hẹn hò với một nam sinh cùng lớp, cũng chính là khi đó nó đã xác định tính hướng của mình. Hoắc Khâm không tranh cãi nữa, giờ nó cũng 29 tuổi rồi, mười mấy năm mới tìm được một người nó thích, chỉ nghĩ nó sẽ không nghiêm túc hả? Khổng Nhân Hồng nói, nó nghiêm túc, người ta chưa hẳn đã nghiêm túc. Hoắc Khâm cũng liếc bà một cái, chỉ còn không biết xấu hổ mà nói nữa, ở bên đường giáo huấn người ta, mấy người làm nghề giảng dạy đều như thế này hả? Bà nói xong vẫn chưa muốn dừng lại, đại 7 tuổi đã chẳng còn ba mẹ nữa, nhiều năm như vậy chỉ cùng ông nội nó sống dựa vào nhau, ông cô cũng 80 tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, chỉ bà nó làm sao mà nói với người trong nhà được đây? Không nói thì là đáng ghét, nói thì làm ông cụ nổi giận phát bệnh, chỉ có đền được người thân duy nhất cho người ta không? Khổng Nhân Hồng cũng sửng sốt, suýt chút nữa thì làm đổ chung trà trước mặt. Tôi không biết, đứa bé kia không nói. Nó vẫn luôn muốn nói nhưng chị lại không chịu nghe tụi nó giải thích. Hoắc Khâm rửa tay vào vỉnh sofa, bày ra dáng vẻ của đại tiểu thư. Thật ra chị không tiếp thu được thì thế nào đấy, bắt hai đứa trẻ tách ra. Sau đó Thời An sẽ độc thân cả đời sao? Chỉ ly hôn còn tìm một người khác dựa vào cái gì mà bắt con trai em phải vò vó một mình? Khổng Nhân Hồng tức giận nhấn mạnh, đó là con trai tôi, chú ý cách dùng từ của cô đi. Hoắc Khâm giống như không đành lòng nói, nó đúng là con trai chị, hàng năm đều tổ chức sinh nhật cho chị, thuận theo cái mặt lạnh của chị còn phải bị chị chia rẽ đó. Nói thật em vô cùng hâm mộ chị, thật đấy. Hoắc Khâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Cảnh Đường là người rất tốt, lại để gặp được chị trước. Thời An là đứa trẻ rất giỏi, cũng là do chị sinh. Em vẫn luôn cố gắng sửa mái nhà hỏng nhưng không cam lòng. Lần này đổi thành Khổng Nhân Hồng trầm trà, bà nhìn miệng ấm trà nói, Cảnh Đường thích hợp với cô hơn, Thời An ở chỗ cô cũng hạnh phúc hơn. Cô làm tốt hơn tôi rồi còn gì? Hoắc Khâm thì quay mặt lại. Lúc em lần đầu tiên gặp Thời An, nó mới vài tuổi,
Nó thích đọc sách, nói chuyện rất mạch lạc, là đứa trẻ thông minh nhất mà em từng gặp. Lúc đó em rất vui mừng, nghĩ rằng không cần bận tâm tới việc học của nó. Nếu lỡ mà nó là đứa trẻ chẳng có tiền đồ gì, người khác sẽ nói mẹ kế em đây không để tâm tới con. Nhưng thực ra em cũng không để tâm tới con của mình lắm, vì em căn bản không yêu cầu tụi nó phải có nhiều thành tựu. Giờ này em chỉ yêu cầu với thời An, đó là để nó trải qua một cuộc sống thật vui vẻ. Cho dù nó không thi đậu trường có danh tiếng, sự nghiệp không thành công cũng không sao cả, em chưa bao giờ đòi hỏi những thứ kia. Người cả đời này chỉ sống mấy chục năm, chớp mắt một cái thì liền trôi qua rồi. Em chỉ muốn để nó trôi qua mỗi ngày thật vui vẻ thôi. Ánh mắt của Khổng Nhân Hồng cũng ngấn nước mím môi. Bà sống hơn nửa đời người chỉ mải mít với sự nghiệp và làm nghiên cứu. Bà cũng biết con mình rất ưu tú, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Bà theo đuổi cũng chỉ có những thứ này, chưa từng nghĩ những cái khác. Hoặc hầm hơi cay mũi về chuyện của nó và đa ý, em cũng rất khó tiếp thu. Nhưng em nghĩ suốt mấy buổi tối, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Em có quyền gì mà chấp nhận hay không chứ? Cha mẹ nếu yêu bản thân mình sẽ theo ý nghĩ của mình mà phản đối, ngăn cản. Nhưng nếu cha mẹ yêu con cái thì chỉ có thể cân nhắc xem loại kết quả nào sẽ đem lại hạnh phúc lớn nhất cho con mình thôi. Khổng Nhân Hồng giơ tay che mắt bà, cuối cùng cũng khóc. Hoắc Hầm cũng khóc theo, vừa khóc vừa cười nói. Chỉ còn khóc nữa, em mới phiền muội nè. Đặt làm mấy bộ quần áo mặc trong ngày cưới rồi, cũng chẳng có cơ hội để mặc, tặng chỉ một bộ nhé. Khổng Nhân Hồng cũng nín khóc mỉm cười. Vậy bình trà này để tôi mời. Thích Thời An và Thẩm Đa Ý vẫn ngủ trên sofa. Hai người ngẩn người nhìn vào số liệu giao dịch trực tuyến, nhưng vẫn chẳng có ai xem vào. Lúc màn hình sắp tối đi trên điện thoại gọi làm bọn họ đồng thời tỉnh lại. Tên Khổng Nhân Hồng chớp tắt, Thẩm Đa Ý thì hơi sợ. Thích Thời An bắt máy. Mẹ đây. Giọng của Khổng Nhân Hồng hơi khàn. Có thể cho mẹ phương thức liên lạc với bạn con không? Thích Thời An chưa phản ứng kịp. Bạn con? Hồng Khổng Nhân Hồng nói. Đa Ý. Thích Thời An cũng hơi ngạc nhiên. Em ấy đang ở bên cạnh con. Anh đưa điện thoại tới bên tai Thẩm Đa Ý, nhân tiện từ bên cạnh ôm lấy đối phương. Tim của Thẩm Đa Ý cũng đập thình thịch, đặc biệt thấp thỏm mà mở miệng. Gì, cháu là Thẩm Đa Ý, người tìm cháu à? Yên tĩnh trong một chốc lát lập tức truyền tới một tiếng. Xin lỗi. Ngày đó là gì không biết tình hình trong nhà con đừng để trong lòng. Giọng của Khổng Nhân Hồng rất thấp. Hôm nào mời con và Thời An cùng ăn cơm nhé, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Đa Ý mơ màng, cậu vẫn chưa hoàn hồn đã bị Thích Thời An chặn miệng bắt đầu hôn. Cậu giống như bản năng mà đưa tay ôm lấy đối phương, bọn họ cảm thấy vui sướng tới nỗi khó mà tin được. Không thở nổi, nụ hôn dài lâu bị cắt đứt bởi lời cầu xin của Thẩm Đa Ý. Thích Thời An cũng thở dài một tiếng hỏi, vui không? Thẩm Đa Ý gật đầu, vui. Cậu trả lời xong vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa nâng mặt Thích Thời An, vừa lên tiếng nhấn mạnh thêm một lần nữa, vui. Vấn đề lo lắng lâu này đã được giải quyết rất dễ dàng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Thẩm Đa Ý đứng lên sửa sang quần áo lại một chút, sau đó lại vác túi lên hai vai mình. Thích Thời An ngẩng đầu nhìn cậu buồn cười nói, bạn nhỏ, muốn đi du lịch hả? Thẩm Đa Ý đưa tay kéo anh. Lúc trước có nói là dẫn anh đi gặp hai người mà, anh nhanh đổi giày đi. Thích Thời An cầm ví tiền lên liền đi ra cửa, còn phối hợp mà mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái, tranh thủ cùng Thẩm Đa Ý quay về năm 18 tuổi. Chiếc xe màu đen dừng bên đường ngoài khu nhà, Thẩm Đa Ý nhịp bước nhẹ nhàng trên con đường lần đầu tiên ngâm nga hát theo nhạc. Hơn một giờ sau, ra khỏi nội thành, Thích Thời An cuối cùng cũng cảm thấy không đúng lắm, không nhìn được hỏi. Tụi em hẹn nhau ở đâu vậy? Thẩm Đa Ý nói sắp tới rồi. Nửa giờ sau, Thích Thời An nhìn thấy cổng Nghĩa Trang. Anh cuối cùng mới phản ứng được người Thẩm Đa Ý muốn để anh gặp là ai. Cuối cùng cũng biết vì sao Thẩm Đa Ý lại mặc một bộ quần áo màu trắng. Anh tắt máy, Thẩm Đa Ý vui vẻ nói. Thích tiên sinh. Dần anh tới gặp ba mẹ em, anh biểu hiện cho thật tốt đó, để em có mặt mũi một chút.
Thích Thời An cũng kinh ngạc không thể nói rõ tư vị là gì, nhưng mà biểu hiện thất thường cũng chẳng có cách nào. Thẩm Đa Y nói một câu, dù sao em cũng chọn đúng anh rồi, chẳng có ai thay đổi được cả.